thầy chủ nhiệm dâm ô 4 học sinh tiểu học. Kết quả điều tra ban đầu xác định Hà Hoàng Tú, sinh năm 1990, giáo viên trường tiểu học ở Thái Nguyên đã có hành vi dâm ô đối với 4 học sinh cùng sinh năm 2013 tại điểm trường Bàn Tèn do Tú làm chủ nhiệm. Ngày 17 tháng 1, thông tin từ Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hà Hoàng Tú, sinh năm 1990, trú tại xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 12 tháng 1 năm 2022, Hà Hoàng Tú, giáo viên trường tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bàn Tèn đã có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của các cháu cùng sinh năm 2013 và là học sinh lớp 3C, trường tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bàn Tèn do Tú làm chủ nhiệm. Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Hỷ đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt đối tượng Hà Hoàng Tú. Tại cơ quan điều tra, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của Hà Hoàng Tú đã cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm khoản 2, điều 146, Bộ luật hình sự.